Ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp cho biết đã bắt tạm giam Trịnh Hoàng Tú, 35 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 24 tháng 2, công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của anh Tê, ngụ quận Gò Vấp về việc bị cưỡng đoạt tài sản. Khi anh đang đi bộ về nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại, đe dọa ép anh Tê lên xe chở đến hẻm số 22 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Người này yêu cầu anh Tê đưa điện thoại, sau khi lấy được điện thoại của anh Tê thì chạy xe tẩu thoát. Trong quá trình truy xét, vào các ngày 7, 22 và 23 tháng 4, công an quận Gò Vấp tiếp tục tiếp nhận tin báo của anh D, 16 tuổi, anh B, 18 tuổi và anh ND, 17 tuổi về việc bị cưỡng đoạt tài sản. Nhận định khả năng các vụ án trên do cùng một đối tượng thực hiện, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp xác lập chuyên án khẩn trương truy bắt đối tượng. Ngày 28 tháng 4, đội cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã xác định và bắt giữ Tú. Qua đấu tranh khai thác, Tú thừa nhận với cùng thủ đoạn nêu trên, Tú đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn quận Gò Vấp, quận Tân Phú, quận 12.